để xác minh bạn gái nữ hoàng có phải là mỹ nhân hay không. Chàng trai lập tức ném vào dương một bộ giày cao gót và tất đen, không ngờ bạn gái mặc vào cho nàng một bộ. Thì ra vài ngày trước, mẹ của ADE lại một chiếc lư đồng khi bà qua đời, nhưng anh không biết dùng nó vào việc gì. Một hôm vô tình đặt gà rán vào lư đồng, không ngờ giây tiếp theo, gà rán được truyền đến chiếc dương ở Đại Chu. Lúc này quân đội nữ hoàng Đại Chu đang gặp nạn đói.